Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Giêsu Kitô. Chương trình Giáo hội Năm Châu xin kính chào quý vị và anh chị em trong tình yêu thương của Chúa Kitô và Mẹ Maria. Phương Thảo, cảm ơn quý vị và anh chị em đã theo dõi chương trình này và đây là bản tin đặc biệt của chúng tôi trong ngày hôm nay. Linh mục Vũ Hán, Tập Cận Bình là kẻ hoang tưởng và nguy hiểm cho hòa bình thế giới. Kính thưa quý vị và anh chị em, cha Bernardo Cervelira, giám đốc Asia News, cơ quan thông tin của Hội Giáo hoàng Truyền giáo Hải ngoại, đã trao đổi ý kiến với một số linh mục thầm lặng tại Vũ Hán, thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc và cũng là tâm chấn của trận dịch kinh hoàng đang gây hoang mang khắp thế giới. Theo nhận định của các vị này, trận dịch không phải xuất phát từ chợ cá Vũ Hán, nhưng từ một phòng thí nghiệm vũ khí chiến tranh. Bên cạnh đó, nó đã bùng phát từ tháng 11 năm ngoái năm 2019, chứ không phải là tháng Giêng năm nay như các tuyên bố của bọn cầm quyền Bắc Kinh. Xin kính mời quý vị và anh chị em theo dõi toàn văn báo cáo này qua lời dịch sang Việt ngữ của Đình Trinh. Ủy ban Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc đã đưa ra những phán đoán chính xác, tác động đúng thời điểm, đã thực hiện các biện pháp hiệu quả đối với trận dịch. Đây là những gì Đại đế Trung Quốc Tập Cận Bình đã nói trong một cuộc họp ngày Chủ nhật 23 tháng 2 với sự có mặt của hầu hết các nhân vật trong Bộ Chính trị. Theo Tân Hoa Xã, cuộc họp được phát sóng rộng rãi qua viễn thông để lôi kéo sự tham gia của chính quyền các cấp và các đơn vị quân đội. Làm nổi bật tính quyết đoán, sức mạnh và tầm nhìn xa, Đại đế Tập đã liệt kê các bước giải quyết cuộc khủng hoảng, kiềm chế sự lây lan của dịch bệnh, tăng phương pháp điều trị và chữa bệnh, ngăn chặn virus lây lan sang Bắc Kinh, hỗ trợ các chính sách kích thích kinh tế quốc dân, ổn định ngoại thương và đầu tư. Ông ta đã xác định rằng trận dịch này vẫn không thay đổi các nền tảng cơ bản lâu dài của sự tăng trưởng kinh tế của Trung Quốc. Hiệu quả của việc phòng ngừa và kiểm soát công việc đã một lần nữa chứng minh những lợi thế đáng kể trong sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản Trung Quốc và hệ thống xã hội chủ nghĩa với các đặc điểm của Trung Quốc, ông nói. Cuộc họp cấp cao và những lời của Đại đế Tập là một nỗ lực nhằm chống lại tất cả những chỉ trích đang tràn ngập trong các cuộc thảo luận trực tuyến, mặc dù bị hủy đi ngay lập tức. Trong đó, dân chúng can đảm chống lại cách thức đối phó với cuộc khủng hoảng này và thậm chí còn dám đặt câu hỏi về khả năng lãnh đạo của Tập Cận Bình. Trên thực tế, khi tái tạo lại tất cả các giai đoạn của trận dịch này, giờ đây người ta có thể thấy một cách rõ ràng rằng bọn cầm quyền đã biết về sự lây lan của virus kể từ tháng 11 năm ngoái, nhưng chúng đã bịt miệng tất cả các bác sĩ nào dám báo cáo sự thật, và chỉ đưa ra các cảnh báo vào ngày 23 tháng Giêng khi khả năng lây nhiễm đã tràn lan không chỉ ở Trung Quốc mà còn hiện diện ở khắp nơi trên thế giới. Bản thân Tập Cận Bình có liên quan đến sự chậm trễ này. Cầu Thị, một tạp chí ra 2 tháng một lần của đảng, trong ấn bản ngày 15 tháng 2 tuyên bố rằng Tập Cận Bình chỉ biết về tình hình dịch bệnh vào ngày 7 tháng Giêng và ngay ngày hôm đó đã đưa ra các chỉ dẫn về cách đối phó với khủng hoảng. Nhưng tuyên bố này mâu thuẫn với những báo cáo của Châu Tiến Vượng, là thị trưởng Vũ Hán và là người trên truyền hình đã nhìn nhận có sự chậm trễ trong việc cảnh báo người dân và đổ lỗi cho Bắc Kinh, vì bản thân ông ta đã báo cáo từ tháng 12 nhưng không thể cảnh báo cho dân chúng về coronavirus mà không có sự đồng thuận của Trung ương. Ngày càng có nhiều chuyên gia chỉ ra rằng chính việc thiếu tự do ngôn luận đã dẫn đến sự bóp nghẹt các cảnh báo từ cơ sở. Họ chống lại cách quản lý quyền lực từ trên xuống, gây ra sự lây lan virus ở Trung Quốc và trên thế giới. Một số nhà khoa học cũng đang nghi ngờ về sự bảo đảm của Tập Cận Bình. Theo nghiên cứu của Viện Khoa học Xã hội Trung Quốc và Viện Nghiên cứu Não được công bố vào ngày 21 tháng 2, virus xuất hiện ở Vũ Hán vào đầu tháng 11 năm 2019 và tràn ngập tại chợ cá của thành phố vào đầu tháng 12. Cho đến nay, chợ cá này được coi là tâm điểm của dịch bệnh do các động vật hoang dã như dơi, rắn và tê tê được bán trong đó và được cho là phương tiện khiến virus truyền sang người. Tuy nhiên, nghiên cứu trên nghi ngờ rằng virus có nguồn gốc ở chợ cá và chỉ ra rằng virus đã được nhập khẩu từ bên ngoài vào chợ cá. Giả thuyết khoa học mới này khiến người ta quay lại với những nghi ngờ cho rằng coronavirus bắt nguồn từ một phòng thí nghiệm gần Vũ Hán.
chuyên nghiên cứu về virus cho các mục đích chiến tranh. Cho đến nay, nhiều người đã coi ý tưởng này là một âm mưu, nhưng bây giờ nó đang trở nên đáng tin cậy hơn bao giờ trước đà lây nhiễm đang lan quá nhanh đến độ bất ngờ với các chuyên gia dịch tễ học. Nhưng việc thiếu tự do ngôn luận khiến việc đi đến sự thật trở nên khó khăn. Kính thưa quý vị và anh chị em, Vũ Hán là thủ phủ của tỉnh Hồ Bắc. Đây là thành phố lớn nhất trong tỉnh Hồ Bắc và là thành phố đông dân nhất ở miền Trung của Hoa Lục, với dân số hơn 11 triệu người. Đó cũng là thành phố đông dân thứ 9 của Trung Quốc. Toàn bộ tỉnh Hồ Bắc có đến 60 triệu người. Vũ Hán nổi danh với cuộc nổi dậy Vũ Xương dẫn đến sự sụp đổ của triều đại nhà Thanh và thành lập nên Trung Hoa Dân Quốc. Vũ Hán từng là thủ đô của Trung Quốc trong một thời gian ngắn vào năm 1927 dưới sự lãnh đạo của chính phủ quốc dân đảng do Vương Kinh Vĩ lãnh đạo. Thành phố này sau đó đóng vai trò là thủ đô thời chiến của Trung Quốc vào năm 1937 trong 10 tháng trong chiến tranh Trung Nhật lần thứ hai. Vũ Hán ngày nay được coi là trung tâm chính trị, kinh tế, tài chính, thương mại, văn hóa và giáo dục của miền Trung Hoa Lục. Đây là một trung tâm giao thông chính với hàng chục tuyến đường sắt, đường bộ và đường cao tốc đi qua thành phố và kết nối với các thành phố lớn khác. Nó có vai trò chính của trong vận tải nội địa, nhưng thành phố này đông dân quá, hết đất để phát triển. Trong con mắt của tất cả các đại đế cộng sản của Trung Quốc, từ Mao Trạch Đông đến Đặng Tiểu Bình và Tập Cận Bình, nước Trung Quốc hiện nay đông quá. Mặc dù đã thực hiện chính sách mỗi gia đình chỉ được có một đứa con, và trước đó Mao Trạch Đông đã từng tàn sát đến 60 triệu người, nạn nhân mãn vẫn còn là một vấn nạn trầm kha của Trung Quốc. Với chính sách chưa từng có là cách ly cả một thành phố, giam cầm cả người khỏe mạnh chung với những người bị lây nhiễm, người ta không thể loại trừ khả năng Trung Quốc đang muốn thử nghiệm một chính sách giải quyết nạn nhân mãn một cách táo tợn là thủ tiêu cả một thành phố. Trong y khoa có một khái niệm là patient zero hay bệnh nhân zero. Đây là một thuật ngữ y tế phổ biến để chỉ người đầu tiên bị nhiễm bệnh và gây ra tình trạng dịch bệnh cho cộng đồng. Trong bất cứ dịch bệnh tự nhiên nào cũng phải có bệnh nhân zero. Không thể nào bất thình lình cả hàng trăm người ngã bệnh. Nam Hàn và Ý đều chưa tìm được bệnh nhân zero. Và vì thế, người ta không thể loại trừ khả năng tên hoang tưởng và nguy hiểm Tập Cận Bình đang đe dọa hòa bình thế giới bằng vũ khí sinh học. Chương trình hôm nay của chúng tôi đến đây là hết. Xin quý vị và anh chị em giúp phổ biến rộng rãi chương trình này đến với gia đình, thân quyến và bạn bè xa gần như một cách thức để truyền giáo. Mọi ý kiến đóng góp xin gửi về địa chỉ vaticantv@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và anh chị em trong lần phát hình tới. Laudetur Jesu Christus, ngợi khen Chúa Jesu Kitô.